Ok, luôn em. Trưa hôm nay thì chúng ta sẽ chơi thử vài con demo mà tôi mới lục lục trên Steam thấy đây. Đầu tiên là con đai vọt này. Dạng như người heo xí ngầu hay gì? Xúc xắc người hả? Đây là con game thuộc thể loại bắt thú. Bắt thú với vết bụi thôi. Tin bay. Đồ họa hoàn thành. Thì thay vì chúng ta đi bắt Pokemon bằng quả cầu Poke thì chúng ta bắt bằng mấy viên xí ngầu. Dạng như đánh bạc với mà thú vậy đó. Có rất nhiều loại thú nha. Con này như con người gom nè, con này như con Bugachi mà màu xanh nữa. Thu nhập mấy con Chimera dạng như mấy quái thú đó mà. Rất là nhiều thú nha. Đây, thiết kế rất là nhiều luôn. Ồ, game đây thì cơ bộ cũng ổn đó. 12 vàng, cũng thắng. Đài Ford. Thì tôi nghĩ mới có 100 follow à, lục follow hết. Người nhà phát hành này cũng có tên tuổi đó. Thì một số game của họ tôi đã chơi rồi nè. Đây, Monster Chain là khỏi nói rồi. Soulrunner cũng khỏi nói luôn, Hao Quest thì cũng chơi rồi luôn. Nói chung đây một nhà phát hành là cũng tương đối lớn, làm gì có rất nhiều con game rồi. Nhưng mà con này thì tiềm năng nhưng mà hơi ít lượt follow một tí. Thì họ update vào ngày 8 tháng 6. Và cách đây khoảng 2-3 bữa thôi. Cũng mà lượt follow thì cái trang Team Fest này được thành lập từ ngày 24 tháng 5 lận. Tức là cái đây khoảng 2-3 tuần rồi, 2 tuần hơn rồi. Cũng gần 2 tuần rồi đó nhưng mà follow hay ít. Dụ game này trông rất là tiềm năng, rồi vô chơi thử ha. Đây bản demo thôi. Con game được tạo bởi Unity. Tinigao. Úp xong 2K thì nãy tôi đã chỉnh rồi. Cái này là gì? Cái này dạng như cái tàng kinh cát, những kho thư viện điện tử của mình á. Có rất nhiều thú luôn nha. 2, 4, 6 8, 10 12 14, 16, 17 17 mà ít 6 nữa là 102, 102 với 4 nữa là 106. 106 con nhiều dữ vậy. Mấy con này là xu hướng gây gốc dữ nè. Con này là con kiến là nhìn là ra nè. Equipment. Cái này là dạng những cái trang bị con mèo nè. Tsukigen nè. Búa của Katot nè. Genta vô cực nè. Hơi bị nhiều món đó. Kiếm của Cloud nè. Gậy của phù thủy nè. Cái cây mà đập đập của cái em mục sư trong mà đã xịt lên gần nè. Rất là nhiều trang bị luôn. Công nhận đẹp, thiết kế cũng đầu tư dữ dằn đó. Hai cái mặt nạ này, bốn cái mặt nạ nè. Tôi nghĩ là nó đổi màu thôi. Rồi ok. Action là gì ta? Không biết. Hồi chiều dắt mấy cái tài liệu lưu trữ mà dạng quyển sách. Start là chỉ số người chơi quá. Rồi ok, vô new game đi. Wagyu. Cái này thì chưa mở được. Cái này là Storm, chắc là cầm thương hả? Kiếm thương ở dưới nước nữa, gọi là chúng ta Aqua mạnh đó nè. Toàn mấy con quái thú mà mang thuộc tính thủy luôn. Quái vật hồi lúc ném nè. Quạt dạng như cây rìu á, côn trùng á. Ơi ghét nè, ghét trưởng lão gồng. Quân hoàng hay gà lôi đây. Kỳ lân. Cái xấu. Này là cái gì? Nói chung là mình chỉ chọn được cái đầu tiên thôi. Mấy cái này trong bản demo chắc họ chưa mở đâu. Đây. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 2, 18. 18 thì còn cái tiếp chúng ta sẽ mở luôn này. Những con thú trong này gọi là Chimera nha. Thì chúng ta chỉ coi được cái hình đó thôi chứ chưa biết thông số hay là chức năng ra sao hết. Bắt đầu thôi. 0960 thì sẽ mở được cái con dưới này. Thậm chí chưa biết tên được mấy con thú luôn.
Salem bewitched the most powerful chimeras of the Morning Reach. Salem là những cái thành phố của chúng ta bị mấy cái bầy quái thú này tấn công, thì nhân loại là đã thất thủ 300 năm rồi, gần như là thất thủ trong 300 năm luôn, 3 thế kỷ. Hôm nay thì có thằng một mục sư điên khùng đó, thằng phù thủy điên khùng rồi đó, bắt đầu hình như là nó là thằng chịu rồi mấy chịu mà hồi mấy con quái thú đó, nó điều khiển mấy cái quái thú này tấn công vô cái vùng đất của mình. Nói chung là tự nhiên có thằng điên nào đó nó phá mình thôi. Rồi chúng ta bắt đầu những là xí ngầu thủ, xúc sắc thủ, bắt đầu ra lệnh cho mấy con chimera này phòng thủ được mấy con đó, đó điều khiển những con chimera nè. Giờ anh em tập tắt xí ngầu đi là vừa nha. Nhớ cái phim gì của Châu Tinh Trì mà lắc xí ngầu bằng cái kiểu mà nhắm mắt lại nghe đó. Nhân loại quá yếu để chống lại Salem. Nhưng tôi thì có xí thủ chuyên nghiệp. Rồi cái gì mới đầu vô chiến luôn rồi. Thì bắt đầu hướng dẫn đầu game thôi. Đặt tên là Biloy ABC hả? Đừng lo, Chimera ở đây sẽ bảo vệ bạn. Mỗi Chimera thì sẽ có cái kỹ năng gì đó. On foul, nếu là dẫn đòn thì sẽ tấn công thêm. Cái đấy gì? Chưa cái gì nên tự nhiên đánh thôi. Thì nói chung là hai cái đội trưởng đấu với nhau đó, hai cái dương miệng rồi. Ghê là lệnh cho con Commando. Cái dòng này là gì? Cái bên đây là cái lệnh là Commando của quân địch. Đây xí ngầu đâu? Go là nó quay theo chìm kim đồng hồ, tôi nghĩ con này đến con này đó. Đấm nó. Con này 8 đam nữa. Nó sẽ cầm lại mình. Mình có điểm nào không? Hay là xây hết vòng tôi đánh thoải mái luôn. Thì mình hết điểm rồi. Nó lại đánh mình. Xong rồi anh tôi. Mình có thể cho nó chủ động đánh mình luôn nha. Gây 2 gen sau khi mà hết tôi nữa. Nhận thêm 2 cái lực công thôi. Thì cẩn thận thì có quái thú địch nó cũng có cái nội tại nó luôn. 5 với 4 là 9, 9 nó có 8 máu thôi. Này thì lận lòi. Ủa hết tôi này. Giờ nó đấm đội trưởng mình là xanh cỏ luôn. Đau nghe. Này gì đây? Windows là nhận 2 gen sau khi quay qua cái tool đó. Random. Random là đổi cái vòng quay đúng không? Nãy giờ mình quay ngược chiều kim đồng hồ. Mà thôi dứt điểm nó đi. Victory. Ad của chúng ta đó. Không có trang bị gì cả. Cái này để gì đó. Khi mà hiện ra thì sẽ nhận hiệu ứng phòng thủ. Rồi kéo và thả nó vào cái ô của Chimera. Đây. Hồi 50% máu. Ủa? Nó thả ở đây là sàn sao ta? Mình có thể đổi vị trí nó được không? Không không, cái này dạng như 5 lót cái ô đồ á. Thiết kế kiểu này gây hiểu lầm á. Tính đâu nhìn như cái tham lai vậy. Con này là đội trưởng. Đội trưởng gì máu bè bọt cái gì? 16, 18, 12. Có kỹ năng nào khác không? Con dưới 22 máu rồi. Nhưng mà con trên nó công cao. Công cao thì nó dứt điểm đầu tiên được. Rồi bước đi. Cái gì đây? Cho bờ thì có thể là lựa chọn cái đường đi mà chú ý vào cái kho đồ của mình nữa hả? Mình cần phải đến chỗ này. Chỗ này hả? Đi xuống đây có cái shop đầu game thì làm gì có tiền đâu mà shop. Gương. Gương nhận được miếng thịt. Nội tại là cộng 5 máu. Nhà 2 gen. Con này nó có một lót đồ hết ta. Lên đây là đấm. Vào cái gừng này là cái gì? Hái quả dại à? Ngon.
lên trên 10 luôn rồi, bá đỏ vãi. Ăn nữa được không? Có hai trái à. Đáng lẽ xài xong thì bên đây nó mờ đi hoặc là nó biến mất luôn. Để gì có thể tí nữa mình lắp đồ mà nhiều món quá, mình chọn mấy cái món ở dưới thì có thể sót mấy món trên. Quay lên đây được không? Được. Thì bây giờ tôi sẽ đi trên trước đi. Wow, 16 máu, 18 máu. Gì bút thế ghê gì ông nội? Bút với đi bút. Rồi ok. Có áp phép bất kỳ thời điểm nào. Gan màu trên cho đồng minh. Không hiệu ứng. Con Bukachi này nhìn phèn quá vậy. Bublin đó nhá, Bublin. Chứ không phải là Goblin nha. Mahamoop. Con này Lunago. Mày là Biloy. Bây giờ nó còn 6 máu à. Dứt điểm đi. Con này của mình bị gì ấy? Giảm công hả? Cho đến khi kết thúc vòng quay. Đó, rồi cho nó đánh vô cái khiên mình. Em tôi. Game đúng nhân phẩm luôn á. Bây giờ con này có 3 đam thôi. Mình quay là quay lên, đội trưởng nó đem 10 đam. 18 máu, cho 21 máu gánh đây. Rồi đánh đi. Rồi mình chặt nó cái là chết luôn. Ok. Thì bây giờ hết tôi này. Đánh nó 5 đam rồi. Thủ, thủ là sao ta? Không nhận đam cho đừng có ông kế tiếp. Ngon cái gì? Con này đánh xong rồi quay cái rồi mới thủ. Rồi ok. Rồi nó đánh mình, cái khiên đỡ. Hết tôn, tôn sao mình hạ gục nó. Cái này là gì? Đánh tầm xa. Thì con leader mình sẽ là cái con tấn công. Con leader của mình là con 5 đam này đây. Đánh tầm xa bằng cái này. Ok, vừa đủ máu. 3 vàng à. Đánh hộp máu mồm chỉ có 3 vàng à. Bên này là cái liều. Cái liều bị bỏ quan. Mình lấy được cái cặp. Cộng 1 lót để quyết mạnh. Ngon, ba con luôn. Tại cái con này nó ra nó đánh đầu tiên á, có cái khiên này nó đỡ được phát đầu luôn. Đỡ một con xây xây. Xuống đánh cửa dưới. Shop, quên nó ghé shop nhé. Cục xúc sắc thì đương nhiên là tới 6 mặt rồi. Con này hit nó chết. Nhưng mà nó không có hiệu ứng như nên nó sống thì chết kệ tới nó đi. 4 đam, một con 3 đam, tôi nghĩ là nên đưa con 4 đam xuống. Con gà gô đi. Chiêu di ly vậy? Chi ly vậy? Đấm nó. Rồi. Cho đấm trả đi. Rồi nó còn 4 máu. 4 máu tuần sau con này đấm luôn. Em tuôn được rồi. Giết nó. Con này lên không? Ủa sao nó còn 1 máu? Chết này nó đấm lên mình 4 máu nữa. Thốn nha. Thôi. Nó tuần đi. Con này hai con có đều 3 máu cả. Bêm nó luôn. Để cho con này nó phản lại một phát nữa. Đánh đi. Đánh đi, mày đánh tao đi. Sao mít, mít là cái gì vậy? Em tôi. Đấm nó. Ôi vãi. Phản đâm.
bán máu lỗ quán này mà. Shop 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 16 đồng hả? Nếu máu không đầy cộng 4 gen cho đến khi mà hồi phục sau trận đấu. Các tay em đều nhận cái điểm phòng thủ ấy luôn. Nếu vậy thì nó sẽ tắt như này không? Cái này nó cục xí ngầu gì này sao nó dùng dông mà ở bách tờ thôi. Cái này là dạng như vật phẩm tiêu hao hay gì á. Ma vũ song kiếm 4 đam thì nó thấy mạnh đó. Cộng 3 hồi máu cho leader. Thiếu một tiền trời ơi. Quật. Tôi nghĩ nên cân bằng đội hình lại đi. Khi mà rời khỏi cái vị trí mà lãnh đạo á thì sẽ nhận 3 cái điểm hồi máu cho lãnh đạo mới. Tức là đặt ở vị trí lãnh đạo hay là đặt ở con ngoài đó. Chả hiểu cho lắm. Rồi cứ đi bem nhau tiếp. Lần này hy vọng được hồi máu. Con này boss hay gì rồi. Có thể tiên dụng nó. Nó sẽ thay thế vào một trong những con của mình. Có thể mà tiên dụng được một cái con này một lần ở mới có dùng đất thôi. Tôi không biết dùng đất là nguyên cái map này hay là nổi cái ô này. Có thể nhiều con hơn ở vùng đất khác. Rồi. Con này nó khi mà nó quay vô cái vị trí leader của bên địch thì nó đấm luôn. Ba con của mình như nhau vậy ta. 25 máu. Quỷ này còn 7 máu à. Nói chung là đến cái đền thờ này mình sẽ bắt được quân. 2 bên này. Vị trí của mình là nó yêu cầu đến đây nè. Chắc đi quanh phải thôi. Hai con mới nè. Con này là Min Focus à. Còn con này là Mahamud nãy rồi. Mười lăm trong trường hợp hạng hữu thì 8 với 6 vẫn chỉ là 14 thôi. Đó cộng 3 đam. Rồi đánh vô khiên đi, 9 đam rồi nè, không có khiên đỡ là chết luôn. Này đòn tấn công mà bụng vỡ rồi. Gạt cái đi. Con này 3 đam. Đánh đi. Ngon. Nó đánh mình thì con lia đò mình nó sẽ phản đâm lại. Vậy là 5x20, 10x6 nữa 16.
mà mất cái phòng thủ thì cũng hơi chua. Mày gì hả? Phui báo rồi. Thì con này nó sẽ đánh ba đao. Cho nó đánh vô cái con đang có ghi gen ở dưới nè. Ủa, random hả? Không sao, đánh vô con này có ghi gen luôn rồi. Cái cục con ba ghi gen nó hơi bị mạnh á. Nhất là đầu game. Tấm nó thì nó còn một máu. Xây lên xin trả nó luôn. Cái lựu đạn không phản đòn được, phản đòn nãy nó báo mít dưới cái đây. Con này tí nữa tôi thay nó là xong. Cái gì đấy? Không không, boss bằng niềm à. Này là giải sao đó? Không có tiền anh ơi. Không. Con mới, con mới. Con này là Mandragon. Người đàn ông gồng hả? Cái con này giống cái con mà củ cải mà nhổn lên cái nó hét gào lum nhinh. Không thể tấn công và khi bị tấn công nó sẽ thức dậy thì hiệu ứng ngủ. Con này mình không nên để nó là leader. Random là gì? Bull núp là cộng 2 trên. Đấm cái nữa, đấm cái nữa. Con này đánh 4 đam. Còn 2 máu, nhìn tôi. Đấm nó. Cái gần đúng là cái méo gì ta? Phản đòn cái này à. Quay lên kia, quất cái nó cái đó. Rồi giết nó. Còn 2 máu, tuần sau giết. Nhiều đó hả? Con này không thể làm đưa đờ được, để nó quay vô nó làm đưa đờ thì ngon hơn. Con này đưa đờ được nè. Nãy giờ chiến lược sai lầm quá. Ủa, nó mà găm là sao? Đi có tiền rồi, có tiền rồi, từ từ. Lũ đảng chọn rồi là không có hồi được. Quay ngẫu nhiên. Quay đi. Nhận được hồi máu.
Rồi em tôn. Đưa con này lên thì nó sẽ đánh 6 đam. Quốc đó. Mày là con. Rồi gọn qua con khác, quốc con khác nữa, chết luôn rồi. Rồi sau hộp ấy. Quay tiếp đi. Hộp nữa. Quay ngẫu nhiên đánh vào phản đòn. Quay lên con này giết nó luôn. Này thì ghi đờ quất cái nữa rồi xong hạ thủ nó nghệ bắt đầu quen quen game rồi đó. Lấy heo chimera lựa chọn là sao không hiểu cho lắm. Xong chút nữa bắt con mới thằng này coi nên thử vô này đi. Trời ơi hồi đầy máu thôi, ghi cái từ hiểu lầm, hồi một ít máu nữa chứ. Nghỉ ngơi ăn tăng ngẫu nhiên chỉ số của một con của tất cả của mỗi con đó. Có tiền gọi có thể lần tăng đến 6 lần rồi. Cái này chỉ dùng khi ít máu thôi, tăng 4 đam. Không hiểu cái này cho lắm. 4 đàm mệt quá. Từ nãy quên mua trong đây nữa chứ. Đờ mờ. Vô đây thứ ơi. Game này chơi cũng ổn nha, cũng được nha. Dĩa bánh quy hả vậy? Về chỗ sale Hạt tiếp. Con này mới hiện ra lá đấm ta luôn à. Quay trên xuống đi, quay xuống. Lũ đạn nó vô khiên này. Quên nữa, để con này nó không có tự nhận được cái gì gen, chỉ có con khác nhận thôi mà hai con này đầy máu rồi, đi đút cái gì gen vô cho nó điên thì chết. Cho nó được đánh trả nữa làm mất cái khiên của mình luôn rồi. Rồi bay màu luôn rồi. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Bihon. Đó có thể hiểu và học sinh đó, cứ an tâm đi. Nó tụt cái gì bút chỉ ghê vậy. Không phải leader thì hồi máu cho tất cả cái đồng minh gọi là leader. Ủa con này chết rồi nó quay qua luôn không? Ừ. Hai con dễ chơi hơn ba nữa. Không con nó có hai đồng cứ nuôi nó đó đi.
gì đánh trả vào thằng leader lựu đạn đó, nãy không coi cái này. Quay lên thì giết được con dưới luôn, quay cái nữa lên giết con này luôn, quay cái nữa lên đấm con này cái nữa. Mày gì hả mày, mày gì hả mày, mày gì hả mày. Anh 16 tèo rồi. Năm với sáu cũng chả khác gì mấy, cho con trên đánh để nó có gì nó mất máu. Chiến thuật hơi sai lầm anh em thông cảm, tôi không biết là khi chơi lại cái map nó còn giữ nguyên như cũ không. Gánh đúng đam cho mục tiêu tới 3 lần. Gì đấy, gì đấy? Tôi thấy cái phòng thủ vẫn ngon hơn, phòng thủ vẫn giữ máu được. Chỉ có thể sử dụng được trong trận chiến hả? Rồi giờ anh sao? Giờ nó bắt mình đánh boss với hai con à. Gen của mình là con leader này năm là nhận được thêm 5 tiền. 4 tiền, 15 tiền. Acid chỉnh lại lựu đạn nó. Sao nào, nó tiền mình vừa khớp à. Rồi ok, đợt đầu thì ganh cho biết rồi, game hay đó. Mình vô đây hai chỗ này nó không thấy khác biệt gì là sao. Rồi. Tôi sai rồi. À, cái gì máu 90 thương binh liệt sĩ không luôn. Rồi nói chung là đánh boss vậy không hồi được con đó hả? Rồi xong tôi rồi. Bó là tắt. Trời quay cái này sớm quá, đưa con này lên mới quay lựu đạn đó thiệt. Cái gì đây? Đấm nó. Đấm nó. Đấm gì liên tục vậy? Một combo như thông bội quyền á.
Mày hả boss? Mất 4 máu à. Cái gì? Hai chảy máu. Tức là nó đánh vô gây thêm 200 này. Rồi đấm mỗi con cái đi 6 lần. Mười trăm là vừa đủ luôn. Nếu để cho nó đánh luôn thì ổn. Nếu đường này lên thì lỗ thêm một máu, tại vì mình đang bị chảy máu nhưng mà có cái hồi máu lúc đang đầy. Không, lú đạn. Boss spawn lần sau. Nếu boss không phải là leader thì cái tem sẽ quay. Quá da. Quay để tuần sau con này nó quay cái nữa. Rồi quay lên, bút 5 điểm. Đó. Con này kêu nhân cứu vậy. Ấy da. 9 máu, 5. Tôi nói hồi, tôi nói hồi. Với 4 là 8, mình còn ít nhất vẫn 2 máu. Ủa? Cái này hỏi tất cả đồng minh luôn. Tuần sau nó chết rồi. Hụt, hụt là thấy méo nào. Đấm đi, đấm trả nó. Còn có 4 máu thôi. Cái idea đó là nãy là cái gì đó? Mình được quyền chọn không? Xong 10 vàng tốn hết đồ thân tàn ma dại. Lựa chọn nội tại là đâm gây thêm 50%, chỉ có thể dùng dưới đến boss thôi. Mỗi lần tem quay đó, thì gây cái hiệu ứng bằng với cái lượng chảy máu đó. Cái này đánh tầm xa mới có tác dụng. Nó hết rồi đó hả?
demo nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi, ok, game ổn, xứng đáng một Hello. Rồi, game này nhiều người làm phết đó nha, chứ chả bù cho tôi đâu. Có lồng tiếng nữa, nhưng mà nãy giờ chưa nghe nhiều. Wow. Studio này tính ra cũng không nhỏ đâu. Tôi thấy là cũng gần 20 mạng rồi đó. 20 25 mạng luôn rồi đó. Cái này là cái bên khác nữa. 3 40 mạng luôn chừng studio lớn. Rồi. Còn cái game rất đáng chơi nha, Default. Default, Default, Default kia đó. Rồi chúng ta tiếp tục một con game thứ hai. Phù thủy và súng. Rồi để tôi tách ra làm hai cái video đi.